Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Đây là khóa học tiếng Hàn của công ty đào tạo và tư vấn du học Nhân Phú. Trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần ngữ pháp của bài 4 trong sách tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua điểm ngữ pháp đầu tiên nhé. Điểm ngữ pháp đầu tiên trong bài học ngày hôm nay là danh từ cộng với qua hoặc khoa cộng danh từ, có nghĩa trong tiếng Việt là và hoặc là với. Qua, khoa là liên từ nối giữa hai danh từ để thể hiện sự bổ sung. Đối với danh từ không có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ cộng với qua, và đối với danh từ có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ cộng với khoa. Ví dụ, 저는 밥과 고기를 먹습니다. Chúng ta có liên từ kho là liên từ kết nối giữa hai danh từ 밥 và 고기, đúng không ạ? 밥 là cơm, 고기 là thịt, 밥과 고기 cơm và thịt. Hơn nữa, 밥 là danh từ có phụ âm cuối. Đối với danh từ có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ cộng với gì ạ? Chúng ta sẽ cộng với kho, 밥과 고기를 먹습니다. Ăn cơm và thịt. Ví dụ số 2, 여기에 시계와 가방이 있습니다. Ở đây chúng ta có liên từ qua là liên từ kết nối giữa hai danh từ 시계 và 가방. Ở đây chúng ta có 시계 là danh từ không có phụ âm cuối nên chúng ta sẽ kết hợp với qua. 여기에 시계와 가방이 있습니다. Ở đây có đồng hồ và cặp sách. Cấu trúc ngữ pháp thứ hai là danh từ cộng với e. E là trợ từ đứng sau danh từ chỉ thời gian và có nghĩa trong tiếng Việt là vào thời gian nào đó. Ví dụ, 수요일에 수업이 있습니다. 수요일 là thứ tư. Đây là danh từ chỉ thời gian. Chúng ta sẽ cộng e sau danh từ chỉ thời gian, tức là cộng e sau 수요일. Được dịch là vào thứ tư. 수요일에 수업이 있습니다. Vào thứ tư có tiết học. Một ví dụ khác, 8월 24일에 생일 파티를 합니다. Chúng ta có 8월 24일 là danh từ chỉ thời gian, chúng ta cộng e sau nó và sẽ được dịch là vào ngày 24 tháng 8 생일 파티를 합니다. Tổ chức sinh nhật, đúng không ạ? Tôi tổ chức sinh nhật vào ngày 24 tháng 8. Hoặc các bạn có thể dịch là vào ngày 24 tháng 8 tôi tổ chức sinh nhật, đều được nhé. Và ở đây các bạn có một lưu ý như sau. Sau 언제, khi nào, 그 저께, hôm kia, 어제, hôm qua, 오늘, hôm nay, 내일, ngày mai, 모레, ngày mốt thì các bạn không dùng e kèm theo sau. Các bạn lưu ý nhé. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài học số 4 trong cuốn sách tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. 감사합니다.